Phật dạy bảo chúng ta Không nhớ ác cũ Không ghét người ác Chúng ta nghĩ xem khai thị của Phật Ác cũ là quá khứ Ngày trước người ta có lỗi với ta Hủy bán ta Nhục mạ ta hãm hại ta Quá khứ rồi Thôi vậy Không nên để vào trong tâm Không nhớ Chính là không để vào trong tâm Xem thấy một người ác không nên ghét bỏ những người ác này bạn ghét bỏ phiền não của bạn hiện tiền tâm của bạn vĩnh viễn bị cảnh giới bên ngoài chuyển tâm bị cảnh giới bên ngoài chuyển là phàm phu chúng ta học phật bồ tát tâm của phật bồ tát trên kinh lăng nghiêm nói được rất hay nếu có thể chuyển cảnh thì đồng giới như lai chúng ta phải học chuyển cảnh giới không bị cảnh giới chuyển phải học cái bản lĩnh này cảnh giới là ác ta không ghét người ác ta liền chuyển cảnh giới rồi nghịch cảnh ác duyên đời sống của ta cũng rất là thoải mái rất an vui không bị cảnh giới chuyển đây là phật dạy cho chúng ta đặc biệt là ở vào cái thế giới hiện tại này nghịch cảnh ác duyên thường hay gặp phải Người xưa đều nói qua Thế gian việc không vừa ý thường đến tám chín Làm thế nào đem không vừa ý chuyển biến thành vừa ý Thì chúng ta thành công rồi Phật dạy bí quyết cho chúng ta Tất cả việc không vừa ý đều không nên để vào trong tâm Thường nhớ ân Phật Thường nhớ chỗ tốt của tất cả chúng sanh Oan gia trái chủ ngày trước cùng ở chung với chúng ta cũng có khi đối xử được rất tốt nên nghĩ nhiều đến lúc tốt không nên nghĩ lúc phân chia cái tốt này rất nhiều công đức rất lớn không thể nghĩ bàn Lúc tôi giảng kinh khi diệt giảng thường hay nói Xã hội ngày nay đồng loạn bất an Thế giới của ngày nay đích thực là không thái bình Rất nhiều chúng sanh Ngay trong một đời Không có cảm giác an toàn ngày tháng qua được khổ cực như vậy những hiện thực này rốt cuộc là vì sao tạo thành quy kết nhân tố thứ nhất chính là vọng tưởng phân biệt chấp trước của chính chúng ta thường hay xem thấy lỗi lầm của người khác bắt đầu từ gia đình tôi xem thấy cái xã hội này động loạn xã hội bất an nhân tố là từ gia đình nhà do chúng ta nói rất hay Tề gia trị quốc bình thiên hạ Bình thiên hạ chính là thiên hạ thái bình Xã hội an định Nền tảng của thế giới hòa bình Là xã hội an định Nền tảng của xã hội an định Là gia đình hòa thuận Thường nói Gia hòa dạng sự hưng Gia đình này của bạn có thể hưng dưỡng hay không Xem gia đình của bạn có hòa thuận hay không Nhân vật thêm chốt trong gia đình Vợ chồng Hòa hợp Vợ chồng bất hòa Gia đình liền phá hoại Xã hội liền động loạn Thiên hạ liền không thấy bình Nó có quan hệ liên đới Chúng ta không thể không biết Vợ chồng tại vì sao bất hòa Bất hòa tại vì sao muốn kết thành vợ chồng Chuyện kỳ lạ Cái việc này không có lý giải Trước khi chưa kết hôn Đôi bên đối phương đều xem thấy chỗ tốt của đối phương Quyết định không xem thấy khuyết điểm của đối phương đối phương có khuyết điểm cũng không để vào trong tâm người ta có nói đối phương thế nào thế nào đó không tốt họ đều không tin tưởng bạn thấy họ là có cách nhìn như thế nào vậy sau khi kết hôn rồi chuyên thấy khuyết điểm của đối phương phiền phức chẳng phải lớn rồi sao đây là vọng tưởng phân biệt chấp trước nếu như có thể gìn giữ vĩnh viễn đều xem thấy chỗ tốt của đối phương Không nên xem thấy khuyết điểm của đối phương Vợ chồng liền hòa hợp Tề gia rồi sau trị quốc Trị quốc rồi sau thiên hạ bình Cổ Thánh Tiên Hiền Giảng cho chúng ta nghe đại đạo lý Cùng Phật Pháp nói Hoàn toàn tương ứng chúng ta học phật nếu muốn có thành tựu thì phải ở chỗ này mà hạ công phu người khác có khuyết điểm nếu là thường không nhiều được con người này gọi là ngu si không có trí tuệ biết được không để ở trong tâm là trí tuệ đây gọi là có công phu chúng ta không phải không biết mọi thứ đều biết thế nhưng quyết không để vào trong tâm Tâm địa dĩ nhiễn gìn giữ thanh tịnh bình đẳng Đó gọi là trụ chân thật huệ Cho nên tình tông pháp môn này Nói khó Thì không khó Nói dễ cũng không dễ Thế nhưng So với các pháp môn khác Đích thực dễ tu dễ dàng thu được quả báo viên bản người xưa gọi là cái pháp môn này dễ tu mau lẹ ổn định lời nói này mỗi câu đều là chân thật nhất là trên kinh này nói với chúng ta tính nguyện trì danh mười niệm ác sanh thế là người xưa có đề xướng bổ nguyện niệm phật bổ nguyện niệm phật ở người xưa là chắc chắn không sai lầm họ hiểu được hiện tại truyền lâu như vậy rồi càng truyền càng lệch truyền sai rồi. Sẽ đến quá nghiêm trọng. Sai đến trái ngược với giáo nghĩa. Cái này có tội lỗi. Cho rằng chỉ trì nguyện thứ 18. 48 nguyện, 47 nguyện khác thì đều không cần đến. Chỉ cần cái nguyện này. vậy thì sai rồi, sẽ quá nghiêm trọng rồi. Chúng ta ở trong 48 nguyện đã giảng tỉ mỉ qua với mọi người. 48 nguyện, mỗi một nguyện đều bao gồm 47 nguyện khác. Thì cái nguyện này mới viên mãn. Nếu như chỉ có một nguyện, 47 nguyện khác đều không cần đến thì cái nguyện này cũng không có. Toàn bộ đều trống không. Cái sai lầm này thì quá nghiêm trọng rồi Cái này biến thành tà giáo, tà thuyết Nếu như chúng ta không có thời gian dài như vậy Để tỉ mỉ nghiên cứu thảo luận những kinh nghĩa này Chúng ta nghe cách nói của người ta Cũng rất dễ dàng mê hoặc Cũng rất dễ dàng sẽ ra hiểu lầm Dafa.